Em xin kính chào quý vị và anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thắng Chợ Ô Tô số 1 Hải Dương. Và ngay bây giờ đây thì em xin giới thiệu cho anh chị một mẫu xe Lacetti CRX, sản xuất năm 2009 và sử dụng động cơ của xe là 1.6 số tự động. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 245 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Chevrolet thương hiệu Mỹ. Đấy, Chevrolet Lacetti CRX. Và với chiếc xe này thì biển Hà Nội anh chị nhá, biển Hà Nội luôn, đi đâu cũng dễ, tiện lợi hơn rất là nhiều. Và một chiếc xe form sedan, phân khúc hạng C, chạy cực kỳ đầm và cực kỳ chắc chắn. Đấy. Và ngay bây giờ đây thì em xin phép là sẽ giới thiệu qua tổng thành, form dáng cũng như là nội thất để cho quý vị và anh chị cùng tham khảo đối với dòng Lacetti CRX này. Thì ngay bây giờ em sẽ đi từ phần đầu xe trước anh chị nhé. Thì ở đây với phần đầu xe, cụm đèn pha của xe là được sử dụng là đèn halogen màu vàng, rất là đẹp. Và với cụm đèn pha này anh chị có thấy là rất là trắng sáng luôn. Đó, cực kỳ là trắng sáng và không có bị xỉn màu, không có bị rạn nứt vỡ gì cả, đèn rất là đẹp. Tiếp theo thì xuống tới đèn gầm của xe là đèn halogen ánh vàng, rất là tốt cho chúng ta khi mà chúng ta đi gặp phải những đường sương mù. Đấy. Và với chiếc xe này thì lớp sơn của xe thì anh chị có thấy là lớp sơn ở đây rất là đẹp này. Form dáng của xe thì vẫn còn nguyên form, nguyên dáng. Đấy, đây chính là phần lớp sơn và form dáng anh chị nhé. Và với chiếc xe này đây thì đây chính là hệ thống phanh ABS. Thì ở đây chúng ta hệ thống phanh ABS thì được trang bị là 4 bánh này, hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh, mâm la răng của xe hợp kim nhôm. Và mâm này là mâm la răng đúc anh chị nhé. Đó, chúng ta có đó chính là xi nhan thì được tích hợp chân gương đây. À được, xin lỗi mọi người, xi nhan được tích hợp ở vé ba đợt sốc anh chị nhé. Và đăng kiểm và phí bộ của xe thì còn đến tháng 5 năm 2022. Đó, còn đến tháng 5 năm 2022 này. Đăng kiểm còn rất là dài, còn đến 1 năm nữa cơ. Đấy, anh chị mua xe về chỉ việc đi thôi. Và anh chị có thấy ở trên này đây thì chính là cái vè chắn mưa nhá. Đây chính là cái chiếc vè chắn mưa này bằng mạ chrome. Cái này thì đã được bác chủ lắp thêm cho chúng ta, rất là đẹp. Đó, và đây thì chính là lẹp chân kính này. Thì đây chính là lẹp chân kính bằng mạ chrome cho anh chị đây. Lẹp chân kính bằng mạ chrome này. Đó. Chạy dài tận trụ chữ D. Và tiếp theo thì trên tay nắm cửa đây thì chúng ta được trang bị đó thì là một cái tay nắm cửa mạ chrome bản to được chạy ngang trên tay nắm cửa này. Đó, được chạy ngang trên tay nắm cửa nhá. Và tiếp theo thì em sẽ quay gầm để cho anh chị tham khảo đối với gầm của chiếc xe Lacetti CRX này. Và đây, đây chính là dưới gầm của xe đây. Gầm xe này, quay chi tiết từ từ luôn cho anh chị xem này. Gầm bệ của xe này. Đó, gầm bệ thì rất là đẹp, rất là chắc chắn, không bị mối mọt gì cả. Đấy. Đây chính là gầm bệ đây anh chị nhé. Quay từ từ luôn để cho anh chị sẽ nhìn thấy được chi tiết ở dưới gầm. Đó, nó sẽ như thế nào. Đó, đây chính là gầm, chi tiết gầm này. Và tiếp theo thì em sẽ mời anh chị về với phần đuôi xe để chúng ta cùng tham khảo với phần form dáng phía đằng sau nhé. Thì ở đây với phần form dáng phía đằng sau thì chúng ta ở đây có với cụm đèn chiếu hậu của xe thì được sử dụng ở đây là đèn halogen. Và chúng ta có ở đây đó chính là cái ốp viền mạ chrome. Bác chủ đã ốp đèn cho chúng ta, ốp đèn cho chúng ta rồi. Rất là đẹp. Đấy, thứ hai nữa là bảo vệ đèn. Và đằng sau thì chúng ta cũng được trang bị đó chính là camera. Đây chính là camera nùi này và cảm biến nùi cho anh chị đây. Và cảm biến nùi là cảm biến nùi theo xe anh chị nhá. Đó, có hệ thống camera và cảm biến nùi sẽ giúp chúng ta dừng đỗ tốt hơn rất là nhiều. Và anh chị có thể thấy là form dáng phía phần cốp ấy thì hai bên rất là cân, cân đối, không có bị một chút gì ở lệch form cả. Và tiếp theo nữa là dưới này đây thì bác chủ cũng đã lắp thêm cho chúng ta cái lipo, nhìn xe thể thao hơn rất là nhiều. Đó, đã lắp thêm lipo nhìn xe thể thao hơn rất là nhiều anh chị nhé. Và em sẽ mở phần cốp này, mở phần cốp ra cho anh chị xem nhé. Chắc là đây, để em lên trên này em giật cốp lên này, sẽ mở cho anh chị xem này.
em sẽ mở phần cốp ra cho anh chị xem nhé. Đây, cốp của xe đây. Đó. Và với phần cốp phía đằng sau thì cũng khá là rộng rãi. Đây, cốp phía đằng sau này cũng rất là rộng rãi luôn. Cốp phía đằng sau nhé, rất là rộng rãi này. Đó. Keo chỉ đằng sau cốp này. Tiếp theo thì em sẽ mời anh chị vào bên trong với phần nội thất nha anh chị nhé. Chúng ta sẽ vào với phần nội thất này. Đây. Và đây chính là phần nội thất của xe đây cho anh chị đây. Với phần nội thất bên trong thì ghế da cũng còn rất là đẹp đây. Đó, ghế da vẫn còn rất là căng và bóng bẩy này. Đó, 2009 anh chị nhé. 2009, ghế da rất là đẹp. Đấy. Và với phần mặt táp lô táp ly của cánh cửa này. Đây, mặt táp lô táp ly của cánh cửa thì cũng rất là bóng, không có bị mòn. Không có bị mòn gì luôn, quay sát luôn cho anh chị xem nhé. Không bị mòn táp lô táp ly này, xe rất là giữ gìn và rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ vào sâu bên trong. Thì ở đây, trên này đây thì chính là trần lỉ nguyên bản cho anh chị này. Đó, trần lỉ nguyên bản đây. Và đây chính là cửa sổ trời đây anh chị nhá. Đây chính là cửa sổ trời này. Đó, có cửa sổ trời đây. Tiếp theo thì lên với phần option của xe thì như sau. Ở đây thì với phần option này thì chúng ta có, đó chính là điều hòa tự động. Đó, có xây ghế này. Đây nhá, có xây ghế luôn này. Có chế độ xây ghế đây. Có chế độ xây ghế bên ghế lái nha anh chị nhé. Đó, và có màn hình Android, giải trí đặt phương tiện. Và tiếp theo thì chúng ta có đề lổ thông minh start top. Đó, có đề lổ này. Với phần mặt táp lô thì đây, mặt táp lô trên của xe đây rất là đẹp nhá, không có bị mòn gì. Đó. Mặt táp lô rất là đẹp luôn, rất là bóng bẩy. Bên đây chính là phần mặt táp lô táp ly bên cánh cửa bên phụ đây. Cũng rất là đẹp luôn, không có một vết xước sát nào cả. Đó. Và trên vô lăng thì anh chị có thể thấy là trên vô lăng đây thì chúng ta được tích hợp phím tăng giảm âm lượng và nút nghe gọi được tích hợp trên vô lăng. Ở phía bên phần táp lô táp ly cánh cửa thì chúng ta ở đây có gương kính chỉnh điện và cục điện này. Và đây dưới cửa gió bên phần táp lô thì chúng ta có bộ chỉnh ánh sáng của cụm đèn pha anh chị nhá. Đó. Và nếu quý vị và anh chị mà có quan tâm đến chiếc xe này thì hãy đến với cơ sở bên em tại địa chỉ gần 25 tầng thành phố Hải Dương. Anh chị hãy kết nối ngay đến số điện thoại của anh Thắng giúp em qua số điện thoại là 0782 388 399 để có một mức giá ưu đãi nhất. Và cái thứ hai là sẽ được tả đường trực tiếp cho anh chị đến cửa hàng anh em để xem xe. Còn ngay bây giờ thì em sẽ mời anh chị vào bên trong với phần quăng máy của xe để chúng ta cùng tham khảo nhé anh chị nhé. Và đây chính là phần khoang máy bên trong của xe đấy ạ. Đây, với phần khoang máy này thì anh chị có thể thấy là khoang máy thì em chưa có rửa dọn gì cả để nguyên cho quay. Đấy, cho chân thực nhất cho anh chị xem nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều. Và sẽ không lại cho anh chị xem nó chân thực nhất. Không lại bảo là ở bên showroom lại rửa sạch sẽ để tút tát lại. Có những xe về đã sạch sẽ rồi. Đấy, và có... Và có những khoang máy mà đi bùn đất nó bẩn quá thì bên em mới phải rửa thôi. Còn không, bình thường thì cũng không cần phải rửa. Bụi bẩn nó két hết ở bên mặt bên trong ấy thì rất là bẩn. Đấy, còn đây thì vẫn chưa rửa dọn gì. Cho đi quay cho chân thực nhất cho anh chị xem. Và em cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi video của em, đồng hành cùng kênh. Xin quý vị và anh chị nhấn vào nút đăng ký kênh và rung chuông để được nhận những video mới nhất và những chiếc xe mới nhất từ bên em cập nhật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.